那咱们赢不赢？ Chất chạy đoạn đâu cũng xa lắm nên làm như tôi đi hết nổi vậy hả? Đúng rồi, cho đông trên kia xa đó. Lắm à. Giống như chỗ đường ốt đó ha. Cái phà cái chỗ đường ốt đó. Có nước phân, nước trà lá, rồi nước gì, cam, orange juice. Có ai của em nước gì chắc làm barbecue hot dog gì đó ha, có cái dog kìa. Chắc nó chưa, tụ họp ở đây ăn rồi chưa. Không, cái này nó làm như kiểu gì cho cái niêu này thôi đó, cái bình có chút xíu kìa. Ừ. Cái xe này có trên riêng không? Đúng rồi, radio. Đấy, cầu đeo ở đằng kia kìa. Có chứ, tại sao có lực nó đông bao nhiêu người phải có đó. Cái bà kia mập quá đi, không muốn nổi luôn hết á. Mập quá vàng. Đội trắng, đội vàng. À, có nón vàng, nón trắng. Cái này nó gọi là marathon, cái loại chạy từ từ vậy đó. Con con da kiểu mặc đồ giống như là con gái vậy, Hawaii kìa. Không có vàng đó ha. Skirt. Đứng ở đưa nước mà nhiều người lấy, nhiều người không lấy. Không biết chạy từ đâu tới đây, giống như người ta mỏi mệt rồi, có người chạy đi không nổi luôn. Cái này nó giống kỳ bệnh vậy. Cũng đông người quá trời luôn ha. Đông quá trời. Dưới còn lên nữa, tự giờ cũng cả tiếng mấy đồng hồ rồi đó. Đi chỗ nào mà ở dưới nó lên ta. Hồi nãy mình đi đâu có thấy nó qua được. Hay là ở dưới. Nó đâu qua được, nó qua được. Nó chạy vòng vòng dưới tới cầu. Cái cầu mà chỗ mà mình đi đó, chỗ mà mình đi bộ á, chạy dưới á. Nếu ngoài thì mình mừng lắm coi. Mẹ uống hậu viên như vậy. Như cái đoạn người ta chạy ngang cái tỷ về. Đó, hết tiền đang ngang á, hết tiền á.